thử đúng. Thách ngay bây giờ của các Thiên Trang sẽ là đóng vai là một huấn luyện viên, một giám khảo và nhận xét những cái bức hình. Trời ơi. Như là những cái thử thách mà giám khảo Next Top đã thử thách bạn ở vòng loại đúng không? Là đã tập cho các bạn cách nhận xét các bức hình. Và bây giờ điều đặc biệt hơn cả là những bức hình này là của các thí sinh The Face. Oh my god. Tất nhiên là chắc là toàn là những đàn em của bạn thôi. Thì bạn hãy thử nhận xét nhá. Đầu tiên nào, bức hình đầu tiên. Well, well, well. Ok. Bạn này. Đây là bức hình của bạn Thiên Nga. Một bức hình chụp ở ngoài biển với cái concept là thể thao. Bạn nghĩ thế nào về bức hình này? Có tính thời trang hay không? Nhận xét bậy, người ta kêu mình không có tính nhân văn đó. Thế thì mình nhận xét một cách vui vui đi. Mình chỉ thể nhận xét theo cách của chị Hoàng Yến. Chị nhìn em trên cái tổng thể của bức hình này thì chị nghĩ là ổn, chị nghĩ em ổn thôi, nhưng mà chỉ có một điều mà chị thấy là nó hơi khiến cho chị không thích lắm, đó là có vẻ như là em 1m7 nhưng mà vào bức hình này thì mình chỉ còn 1m6, thì chị nghĩ là chắc là do góc chụp. Ok. Vậy là có tinh thần thể thao không? À, tinh thần thể thao hả? Trắng quá à. À không, xin lỗi, cái này xin lỗi, để nhập lại. Chị nghĩ là vóc dáng của em thì cũng rất là hợp để có thể đi quảng cáo giày dép thể thao. Chị nghĩ là em sẽ ổn thôi, không sao đâu. Rồi, vậy thì tạm qua bức hình thứ nhất nhé. Bức hình tiếp theo là, trời ơi, nhận xét thiệt luôn á hả? Một bức hình khá là đẹp. Đây là bức hình của Tú Hảo. Trang thấy hình đẹp quá trời luôn á, không biết nhận xét là sao. Đây là phòng online. Online. Đây là Tú Hảo. Cái này có quảng cáo gì không? Quảng cáo trái cây. Wow. Trời ơi. Có giàu vitamin C, E, A và giúp cho bạn chống lại được oxy hóa. Quảng cáo chế đu đủ. Bạn thấy bây giờ mình sẽ tập tiền về tính thời trang đi. Tính thời trang. Ánh mắt thần thái các kiểu. Khó lắm luôn á. Trời ơi, cái này gọi là cái thử thách mà khó nhất mà từng thực hiện á. Nhìn vào bức hình này thì Trang thấy Tú Hảo nhiều hơn là cái miếng đu đủ. Tú Hảo thì rất là high fashion. Tú Hảo thì rất là thời trang cao cấp. Rồi được xong rồi. Nhưng mà cầm cái miếng đu đủ thì cũng rất là sang. Nói chung là chưa liên quan lắm đúng không? Nói chung là Trang nghĩ là về tổng thể mà để quảng cáo cho chế đu đủ thì nó hơi sang quá. Sang lố quốc quy định. Trang thấy đây Tú Hảo rất là đẹp. Và nhận xét riêng về Tú Hảo thì Tú Hảo rất đẹp. Ok. Bức hình tiếp theo là, trời ơi, hoài luôn đó hả? Bức hình hình như là concept mang tên là tình mỏng manh trong giá lạnh. Concept này thì cũng từng được khán giả cũng hơi chê là hơi xến. Thì tại vì bối cảnh dàn dựng rồi nó cũng bằng giấy rồi bằng những cái mô hình ấy. Thì với Trang thì Trang cảm thấy như thế nào về điều này? Trang thấy, đối với Trang thì Trang thấy rồi, mỏng manh thì có mỏng manh đó, lạnh thì cũng có lạnh đó. Nhưng mà như mấy bạn nó đang đối với Trang giống như là hi, I'm cutting Trang 24 Việt Nam. Nó, Trang thấy nó vẫn bị cái nét vậy đó. Đối với Trang thì nếu mà chụp hình thời trang, mình phải mang được cái biểu cảm của mình vào trong bức hình. Mong manh trong giá lạnh thì Trang hy vọng rằng là nếu mà là mình có thể thể hiện. Trang không biết là kinh nghiệm của hai bạn đến đâu như thế nào, nhưng mà rõ ràng mong manh thì có, giá lạnh thì có, nhưng mà biểu cảm thì nó đang không được phù hợp cho lắm.
hai bạn rất là xinh. Đây, tiếp theo là một bức hình nhóm. Hình nhóm. Đây hình như là team Lan Khuê. Bức hình nhóm này chủ đề là cái gì vậy anh? À, thực ra là hôm đấy là quay một số cảnh trong cái clip là con gái phải xinh. Ồ, oh, là con gái phải xinh. Bum 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 đúng không? Cô chị Bảo Thy. Cái phong cách nào mà bạn có thể toát ra sự thư trẻ không? Trang thấy trong team của Lan Khuê, Trang thích mỹ nhân. Và cái bạn này phải là Tú Hảo không? Bạn này Tú Hảo. Trang rất là thích cá nhân, quan điểm của Trang thì Trang rất là thích cái nụ cười của mỹ nhân cũng như là Tú Hảo. Và xinh thì có xinh, nhưng mà về cái tổng thể thì cái nụ cười của các bạn nó không có được gọi là tươi tắn đều nhau á. Cho nên khiến cho cái tổng thể bức hình thì nó đối với mình nó khá là rời rạc ở bởi một số cá nhân. Nhưng mà rõ ràng là các bạn xinh thiệt. Và nếu như mà được quyền suy nghĩ lại thì Trang có nghĩ là mình sẽ đi thi The Face không? Không, Trang chắc chắn rồi là Trang quyết định luôn á, là Trang không có thi The Face đâu. Sao mà ăn lại, sao mà nhan sắc mình mà ăn lại người ta. Trời ơi, phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình chứ. Rồi, bây giờ mình chuyển qua bức hình tiếp theo nhé. Và muốn xỉu. Một cái yêu cầu cao hơn đi. Ok. Trang hãy nhận xét theo phong cách của anh Nam Trung. Đây tôi... là bức hình theo concept là nữ quyền. Bạn có thấy sự nữ quyền ở đây không? Thấy xin này tên gì vậy? Đây là bạn Thiên Nga. Thiên Nga ơi, nếu em có coi cái livestream này chị xin lỗi em trước. Nhưng mà tại vì chương trình này bắt chị phải nhận xét, thì chị phải nhận xét theo cách của anh Nam Trung. Cái này là em cứ coi như anh Nam Trung nhập chị không biết gì hết. Chị vô tội. Tôi quá mệt mỏi bức hình này. Nữ quyền ở đây không có nghĩa là phải bóp cổ người khác và đè họ xuống như vậy. Nữ quyền là cái gì đó rất là khác. Nữ quyền là bản thân mạnh mẽ trong bản thân, chứ không phải là đè có người ta sẽ bóp cổ như thế này. Thế em có hiểu là cái gì là nữ quyền không thế? Em có thể định nghĩa cho tôi về nữ quyền được không? Hết rồi đó. Anh Lâm Nhung ơi, em xin lỗi nhưng mà em không có cố ý đâu. Tóm lại là bức hình hơi bạo lực đúng không? Trời ơi, bức hình này là quá bạo lực luôn á anh. Thật sự cái bức hình này rất là bạo lực. Không phải là bạo lực nhưng mà tức nghĩa là nó quá đúng không? Nó cái biểu cảm. Thật ra nếu mà mình là phụ nữ mà mình bóp cổ một ai đó thì mặt mình thì vẫn rất là tươi mà. Đó. Tức nghĩa là cái chết rất là ngọt ngào nhưng mà nói vậy thôi, không biết nói gì nữa. Một bức hình cuối cùng nữa. Đây là một cái bức hình mà các bạn ý thực hiện thử thách concept là siêu nhân. Concept nữ chiến binh. Concept nữ chiến binh. Nhưng mà xin lỗi là mình cũng hay liên tưởng đến siêu nhân hơn. Thì bạn bây giờ mình cùng nhận xét nhé. Thiệt sự á, mà ngồi đây mà để nói ra không biết là về bị ăn bao nhiêu gạch từ fan The Face luôn á. Nhưng mà thiệt sự luôn á. Thiệt sự á. Không phải là mình có ý gì, nhưng mà thiệt sự là một người mẫu chuyên nghiệp. Mình không biết nhận xét làm sao hết trơn á. Tại vì mình không có chuyên môn về việc phải đi nhận xét một người khác. Mình nghĩ mình cũng không có đủ cái quyền đó. Nhưng mà để mà nói riêng bức hình này, nữ chiến binh hả? Trang thấy cũng khá giống, giống như là coi cái phim siêu nhân Gao á. Thì bạn này chắc là Gao đỏ nè. Như siêu nhân Gao nó hay có động tác là Gao kiểu như vậy. Thì em thấy cũng thể hiện động tác cũng ok. Thôi mình bỏ qua phần này được không? Chúc mừng anh Trang rồi, đây là bức hình cuối cùng rồi. Thôi mừng quá nè. Những bức hình xuống dưới đất cũng được. Bạn thấy thử thách này như thế nào? Trời ơi, cái thử thách này chắc là tối nay về chắc Trang cũng được một đống gạch. Mà từ fan The Face, các bạn ấy sẽ bảo với Trang rằng là Trang chắc chắn là có những cái bình luận như thế này. Không có đẹp cho nên không có biết
cách nhận xét về cái đẹp là như thế nào hết. Chị ơi, tốt nhất chị nên đi làm thí sinh thôi chị ơi. Nó nhiều lúc nó sẽ như vậy. Nhưng mà thiệt sự là mình phải chấp nhận thôi. Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về cái câu nói mà anh Nam Trung nhắc đi nhắc lại trong các vòng loại là các bạn bước ra có thể các bạn sẽ có cơ hội làm giám khảo, làm huấn luyện viên, và khi đấy các bạn sẽ truyền đạt những cái kiến thức và cái nhận xét của mình đến thế hệ khác? Thật sự thì Trang rất là vui cũng như là cảm ơn anh Nam Trung khi mà anh ấy có thể nhìn xa được cái tương lai bởi những cái người học trò của mình. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay Trang đang ở trong một cái tư cách là thí sinh của một cuộc thi Vietnam Next Top Model, và mình nhận xét về thí sinh của một cuộc thi khác, có thể coi là cuộc thi đối thủ, thì Trang nghĩ nó cũng không phải là một điều mà gọi là khôn ngoan cho lắm. Tại vì mình cũng đi thi giống người ta, mình cũng bị ban giám khảo chê trách giống người ta, thì cái cảm giác mà bị người khác nhận xét mà chưa có hiểu rõ về cái quá trình, thật sự Trang coi những cái này chỉ nhận xét cho vui vui thôi, chứ mình không có biết được cái quá trình các bạn ấy đã thực hiện gọi là cực khổ như thế nào. Và nếu mà rõ ràng mình được làm một vị giám khảo nhận xét các bạn ấy thì nó sẽ khách quan hơn là mình đang ở trên ghế một thí sinh mà nhận xét các bạn ấy. Trang nghĩ nó cũng hơi không có công bằng. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ coi thử thách vừa rồi chỉ là vui thôi. Thì như một người khán giả xem và mình vui thôi. Bây giờ thì